Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 14 tháng 8 của Game Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính cho bản tin ngày hôm nay. Trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết League Cup giữa Inter Miami và Charlotte vừa qua, các ông kính máy quay đã bắt gặp vị thuyền trưởng của đội tuyển Argentina là Lionel Scaloni đang ngồi trên khán đài. Quá rõ ràng, vị chiến lược gia 45 tuổi đến để xem siêu sao Lionel Messi thi đấu. Chia sẻ với ESPN, Scaloni nói: "Tôi ở đây để xem Leo cùng với gia đình. Tôi thấy cậu ấy rất hạnh phúc khi được chơi bóng ở đây. Điều đó khiến cho những gì Leo làm trở nên thật khác biệt." Bên cạnh Messi, Lionel Scaloni cũng đóng vai trò rất quan trọng trong những danh hiệu của Argentina 2 năm gần đây. Từ chức vô địch Copa America 2021 trên đất Brazil, tới siêu cúp liên lục địa 2022 và đỉnh cao nhất là chức vô địch World Cup năm 2022 trên đất Qatar. Có một điều chắc chắn rằng huấn luyện viên Scaloni và cả tập thể Argentina vẫn cần Empulga cho chiến dịch vòng loại World Cup năm 2026. Về cá nhân Messi, cựu tiền đạo Barcelona và Paris Saint-Germain vẫn có mặt trong danh sách triệu tập của đội tuyển Argentina hồi tháng 3 và đầu tháng 6 năm nay, dù từng tuyên bố giải nghệ sau khi World Cup 2022 kết thúc. Nhưng Empulga đã bất ngờ quay xe khi tuyên bố rằng tiếp tục muốn cống hiến cho Argentina với tư cách là nhà vô địch thế giới. Điều đó khẳng định rằng người hâm mộ vẫn sẽ được nhìn thấy Messi trong màu áo đội tuyển Argentina trong thời gian tới. Nicolas Jackson tạo ra sự phấn khích sau màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải. Ngay trận ra mắt Premier League, tân binh Chelsea tiếp tục ghi điểm trước Liverpool. Theo đó, anh cho thấy khả năng tì đè, thể hiện phẩm chất càn lướt và tốc độ xuất sắc để hành hạ hàng thủ Liverpool. Chỉ mới đá một trận chính thức, cựu cầu thủ Villarreal đã gây bão với dư luận. Chứng kiến những gì mà Jackson thể hiện, Daniel Sturridge không ngần ngại ví anh giống như Didier Drogba, chia sẻ trên Sky Sports, người cũ của Chelsea bày tỏ: "Đối với tôi, việc mua Jackson là một thương vụ tốt. Tôi ví phong cách thi đấu của Jackson giống như sự kết hợp giữa Mario Balotelli thời trẻ về kỹ năng, sức mạnh và Didier Drogba. Tất nhiên, cậu ấy không thể sút bóng uy lực như hai cầu thủ đó. Nhưng cậu ấy sở hữu khả năng di chuyển xung quanh vòng cấm, phối hợp 1-2. Tôi nghĩ khả năng điều khiển trái bóng của Jackson tạo ra vấn đề cho các hậu vệ. Cậu ấy rất cơ động, chạy chỗ tốt và biết thực hiện những pha chạy chỗ lắt léo giữa hai trung vệ. Khi cậu ấy bứt tốc, rất khó để theo kịp. Tôi rất vui khi theo dõi cậu ấy ngày hôm nay." Julian Timber gia nhập Arsenal mùa hè này với mức giá 34 triệu bảng từ Ajax. Anh đã có màn trình diễn ấn tượng trong chuyến du đấu mùa hè và được Mikel Arteta trao cho suất đá chính đầu tiên ở Premier League. Khi pháo thủ đối đầu với Forest tại Emirates, Timber không gặp khó khăn để thích nghi với nhịp độ nhanh của bóng đá Anh. Tuy nhiên, lại gặp hạn ngay trận ra quân. Theo tờ Mirror, Timber dường như bị đau sau pha va chạm với tiền đạo Brandon Johnson bên phía đội khách. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng thi đấu đến khi hai đội bước vào giờ giải lao. Điều đáng nói là khi hiệp 2 mới bắt đầu được vài phút, Timber lại ngồi xuống sân ôm chân và tỏ ra rất đau đớn dù không va chạm với ai. Không thể tiếp tục thi đấu nên đành phải rời sân để nhường chỗ cho tiền thủ người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu. Timber sẽ phải chờ kết luận của các bác sĩ kiểm tra cho mình để biết chính xác mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Chưa rõ anh cần khoảng thời gian bao lâu để hồi phục, nhưng nếu số 12 của Arsenal phải nghỉ dài hạn thì đây quả là điều đáng tiếc. Pháo thủ đã phải trả Ajax tới 45 triệu euro để có được sự phục vụ của anh. BoomScore app nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Tối ngày 13 tháng 8, Manchester United ra thông báo trên trang chủ câu lạc bộ xác nhận hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Fred sang Fenerbahce. Cầu thủ người Brazil ra đi giúp Quỷ Đỏ thu về 15 triệu euro. Đây là một bước tiến quan trọng trong công cuộc tái thiết đội hình MU của huấn luyện viên Ten Hag. Fred từ lâu đã không còn nằm trong kế hoạch câu lạc bộ. Và giờ đây, họ đã bán được anh với mức phí khá tốt dù chỉ có 1 năm trong hợp đồng. Sau khi hoàn tất vụ bán Fred, MU cũng nhận được tin vui khác từ thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, tờ Sky Sports đưa tin, hậu vệ Benjamin Pavard được cho là đã đồng ý gia nhập Manchester United vào mùa hè này. Nhà vô địch World Cup năm 2018 đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong màu áo của Bayern Munich trong vài năm trở lại và đang muốn tìm một thử thách mới trong sự nghiệp. Ngay khi nhận được sự quan tâm của MU, Pavard đã bày tỏ sự hào hứng với dự án của huấn luyện viên Ten Hag tại sân Old Trafford. Tuyển thủ Pháp có thể chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ phải lẫn trung vệ, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ Manchester United. Được biết, Pavard chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayern nên anh được định giá khoảng 35 triệu euro. Với 15 triệu euro thu về từ Fred, Manchester United sẽ chỉ cần chi thêm khoảng 20 triệu euro để có được Pavard. Thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này gần như đã hoàn tất và giờ MU chỉ cần chốt giá với Bayern là sẽ có người. Chelsea đã đạt thỏa thuận với Brighton về việc ký hợp đồng với Moise Caicedo trị giá 115 triệu bảng đã bao gồm phụ phí. Tiền vệ này được coi là mục tiêu hàng đầu của The Blue trước kỳ chuyển nhượng mùa hè và cuối cùng
họ đã mua được anh sau khi cạnh tranh với Liverpool. Caicedo sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 mọi thời đại khi anh gia nhập đội chủ sân Stamford Bridge và là thương vụ đắt giá nhất của bóng đá Anh. Theo The Atlantic, tuyển thủ Ecuador sẽ kiểm tra y tế với Chelsea vào hôm nay ngày 14 tháng 8 và thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối ngày hôm đó. Có khả năng Caicedo sẽ được công bố luôn trong ngày. Tiền vệ này đã đồng ý hợp đồng 8 năm với câu lạc bộ với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. The Blue đã dành phần lớn thời gian của mùa hè để đàm phán với Brighton về Caicedo. Ban đầu họ không sẵn lòng đáp ứng yêu cầu 100 triệu bảng của Seagulls và kết quả là những lời đề nghị thấp hơn đã bị từ chối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Liverpool đã khiến The Blue quyết định tất tay. Mới đây, tờ La Gazzetta dello Sport đã đưa tin rằng Tottenham có thể sẽ chiêu mộ Romelu Lukaku. Gà trống đang tìm trung phong thay thế tiền đạo Harry Kane, người vừa gia nhập Bayern Munich. Lukaku, ngoại trừ việc là một cầu thủ dễ thay lòng đổi dạ thì hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn của một trung phong cắm đẳng cấp. Khả năng đóng góp vào lối chơi của tiền đạo người Bỉ sẽ giải phóng khá nhiều cho ngòi nổ hành lang cánh trái là Son Heung-min. Tottenham sẽ có nhiều phương án thi đấu chẳng khác gì Harry Kane. Trước đó, thương vụ trao đổi giữa Romelu Lukaku của Chelsea và Dusan Vlahovic của Juventus đã chính thức đổ bể. Phía đội bóng nước Ý yêu cầu tiền đạo người Bỉ kèm theo 40 triệu euro, nhưng The Blue đã không đáp ứng điều đó. Các cổ động viên của Juventus cũng phản đối Lukaku cập bến đội bóng thành Turin nên thương vụ thất bại như một điều tất yếu. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, AS Roma và Paris Saint-Germain có những bước tiến lớn ở thương vụ Leandro Paredes. Theo Romano, tiền vệ Argentina đã đồng ý các điều khoản cá nhân với AS Roma. Roma xem Paredes là mục tiêu khả dĩ thay thế cho Nemanja Matic chuyển đến Rennes với bản hợp đồng trị giá 3 triệu euro. Trong bối cảnh đó, Paredes nổi lên như mục tiêu thay thế khả dĩ. Ngôi sao 29 tuổi nằm ngoài kế hoạch phát triển của Paris Saint-Germain. Mùa giải năm ngoái, Paredes qua áo Juventus dưới dạng cho mượn. AS Roma cũng đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm có được chữ ký của anh trước trận đấu đầu tiên với Salernitana tại Serie A. Tiền vệ người Argentina không phải là gương mặt xa lạ với các cổ động viên AS Roma. Lần lại lịch sử, Paredes từng trải qua quãng thời gian thi đấu trong màu áo đội bóng áo vã trầu ở giai đoạn 2015-2017. Ngôi sao 29 tuổi hứa hẹn mang đến sự bùng nổ cần thiết cho đội bóng của Jose Mourinho. Bản tin bóng đá ngày 14 tháng 8 của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Boost Score App, nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.